Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Nguyễn Minh Sơn bị tuyên 6 năm tù vì chửi Hồ Chí Minh. Ngày 29 tháng 8, AFA Tiếng Việt loan tin, livestream chửi Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Sơn bị tuyên 6 năm tù. AFA cho biết, ông Nguyễn Minh Sơn, 60 tuổi, một người thường sử dụng mạng xã hội Facebook để lên tiếng về nhiều vấn đề chính trị xã hội ở Việt Nam, đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội kết án 6 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa chỉ kéo dài vài giờ đồng hồ trong buổi sáng ngày 29 tháng 9 tại trụ sở Tòa án Nhân dân, quận Hoàng Mai. Ải à, phải dẫn lời luật sư Ngô Anh Tuấn, người bào chữa cho ông Sơn nói sau khi trở về từ phiên tòa. Ông Sơn khai toàn bộ các hành vi của mình, khai nhận các hành vi mà ông đã thực hiện và ông nói rằng ông ấy có sai, người ta cáo buộc có đúng một cái clip thôi cái clip ông ấy quay trực tiếp và phát tán trên mạng. Việc tàn trữ tài liệu người ta không truy cứu. Hình ảnh bản tin trên AFA. Theo luật sư Tuấn, ông Sơn bị kết tội vì một video phát trực tiếp livestream trên trang Facebook cá nhân bên ngoài phiên tòa xử nhà báo công dân Lê Trọng Hùng vào cuối năm 2021. Khi đó, ông Sơn trong tình trạng say rượu, buôn lời chửi bới Cộng sản và ông Hồ Chí Minh. Luật sư Tuấn cho biết, ông tìm cách giảm nhẹ cho thân chủ bằng cách đề nghị xét xử theo cáo buộc khác, nhưng hội đồng xét xử không đồng ý. Tôi phân tích, đánh giá và cho rằng hành vi này có thể bị xử phạt ở một hình thức khác phù hợp hơn, có thể là phạt hành chính. Vấn đề như thế này người ta có thể cân nhắc ở một tội danh khác như làm nhục người khác hay tội 331, điều 331 lợi dụng quyền tự do dân chủ hoàn toàn có thể làm được. Luật sư Tuấn cho rằng Bản án 6 năm tù giam đối với thân chủ của mình là vô cùng nặng nề so với hành vi đã thực hiện. AFA cho hay, trong lời nói cuối cùng, ông Nguyễn Minh Sơn xin lỗi, bày tỏ sự ân hận và mong được giảm nhẹ hình phạt. Luật sư không rõ ông Sơn có kháng cáo bản án hay không. Bà Nguyễn Thị Phước, vợ của ông Sơn cho AFA biết, bà không được vào phòng xử án, mãi cho đến gần trưa bà mới được nhân viên bảo vệ cho vào nhưng khi đó phiên tòa đã kết thúc và bà chỉ nhìn thấy chồng mình bị cảnh sát tư pháp dẫn giải rời khỏi phòng xử án. Hình ảnh ông Nguyễn Minh Sơn AFA à, cho biết thêm, ông Sơn tham gia nhiều cuộc biểu tình ở Hà Nội trong giai đoạn 2011-2018 để phản đối hành vi của Trung Quốc ở Biển Đông, phản đối chính quyền Hà Nội chặt phá cây cổ thụ ở trung tâm thành phố và một số vấn đề khác. Ông cũng nêu quan điểm về tình hình xã hội Việt Nam trên trang cá nhân. Tuy nhiên, AFA dẫn lời những người bạn của ông cho biết ông Sơn không phải là cây viết có tiếng tâm và có tầm ảnh hưởng lên người khác. Do vậy, việc ông bị bắt giữ theo điều 117 làm nhiều người bất ngờ. Ông bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2022. Công an khám xét nhà và tịch thu một số tài liệu sách vở cùng với máy tính của ông. Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015 được sửa đổi từ Điều 88 Bộ Luật Hình Sự 1999 của Việt Nam là một trong ba điều luật mơ hồ, vô lý của Bộ Luật Hình Sự. Đây là điều luật được đặt ra để chụp mũ và đàn áp những người bất đồng chính kiến. Một số nhà hoạt động hiện đang bị giam giữ vì điều luật này có thể kể đến như nhà báo Phạm Đoan Trang bị bắt tháng 10 năm 2020, bị kết án 9 năm tù các nhà hoạt động dương nội cấn thị thiêu trịnh bá phương trịnh bá tư và nguyễn thị tâm cũng bị bắt vào ngày 24 tháng 6 năm 2020 các nhà văn nhà báo thuộc hội nhà báo độc lập phạm Chí dũng nguyễn tường thụy và lê hữu minh tuấn bị bắt năm 2019 thầy giáo nguyễn năng tỉnh ở nghệ an bị bắt năm 2019 quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của học thơ thời báo .d với bản tin ông Nguyễn Minh Sơn bị tuyên 6 năm tù vì chửi Hồ Chí Minh. Tòa án Việt Nam bất chấp oan sai vì sợ thiếu người làm việc. Ngày 27 tháng 9, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt có bài Cứ sai là kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc. Bình về các vụ án oan sai, tác giả cho biết bất kể công chúng cả trong lẫn ngoài Việt Nam phản ứng như thế nào những cá nhân và cơ quan hữu trách ở Việt Nam vẫn không thèm lên tiếng về việc thi hành án tử hình ông Lê Văn Mạnh. Ông Mạnh, 41 tuổi, ngụ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, đã bị tiêm thuốc độc vào sáng ngày 22 tháng 9. Theo bản án chung thẩm mà tòa án phúc thẩm của tòa án tối cao tại Hà Nội tuyên vào năm 2008. Theo tác giả, từ tháng 7 năm 2005 đến tháng 8 năm 2008, vụ án của Lê Văn Mạnh được đưa ra xét xử đến 7 lần. Trừ tòa Thanh Hóa khăng khăng cho rằng ông Mạnh phạm tội và cần tử hình, thì tòa án tối cao và cáo viện kiểm sát dùng dằn không mạnh dạn xác định ông Mạnh thật sự có tội. Hình ảnh bài bình luận trên blog VOA. Tác giả nhận xét sự dùng dằn ấy xuất phát từ việc dường như ông Mạnh ngoại phạm vào thời điểm nạn nhân bị giết, ông đang giúp em gái dọn nhà và dấu hiệu của tra tấn ép cùng tác giả cho hay tháng 10 năm 2015, tòa án tỉnh Thanh Hóa từng ra thông báo cho gia đình ông Mạnh rằng họ sẽ thi hành bản án này. Lúc đó nhiều luật sư, trong đó có những người từng bào chữa cho ông Mạnh, đã đề nghị Chủ tịch Nhà nước hoãn thi hành bản án. Một số tổ chức quốc tế như Ân ừ xã quốc tế, Ủy ban luật gia quốc tế cũng gửi thư đề nghị ông Trương Tấn Sang, khi đó là Chủ tịch Nhà nước, ra lệnh hoãn thi hành bản án tử hình ông Mạnh. Vì vậy vẫn theo tác giả chánh án toàn án thanh hóa đã hoãn thi hành bản án chánh án tòa án tối cao ra lệnh rút toàn bộ hồ sơ vụ án liên quan đến ông Mạnh để xem xét lại toàn bộ vụ án Vậy mà vào trung tuần tháng này 18 tháng 9 Tòa án tỉnh Thanh Hóa lại ra thông báo cho gia đình ông Mạnh rằng họ sẽ thi hành bản án tử hình. Thân nhân của ông Mạnh, công chúng, chính phủ, nhiều quốc gia như phái đoàn ngoại giao của Liên minh châu Âu đại sứ quán Anh, Na Uy, Canada tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế như Ân xá quốc tế, Ủy ban luật giao quốc tế kêu gọi dừng thi hành án tử hình và điều tra lại, tố cáo tra tấn bức cung ông Lê Văn Mạnh. Hình ảnh BBC loan tin về việc tử tù Lê Văn Mạnh bị thi hành án. Lần này không có bất kỳ hồi đáp nào từ phía các cá nhân và cơ quan hữu trách của Việt Nam phản hồi duy nhất là thông báo từ tòa án tỉnh thanh hóa là án tử hình đã được thi hành ông mạnh đã được đưa từ hòa bình về tán tại thanh hóa tác giả bình luận ông mạnh không phải là trường hợp duy nhất và chắc chắn chưa phải là trường hợp cuối cùng ngay vào lúc này vẫn còn hai tử tù mà hiếm có ai tin rằng họ có tội nguyễn văn trưởng và hồ duy hải gia đình của cả hai tử tù này đều từng được thông báo về việc họ sẽ bị hành quyết nhưng do phản ứng của nhiều người, nhiều giới cả trong lẫn ngoài Việt Nam, nên giờ chó kế hoạch hành quyết bị hoãn, song cả hai vẫn tiếp tục sống mòn, chưa rõ đến lúc nào sẽ được trả tự do hay bị hành quyết như Lê Văn Mạnh. Tác giả dẫn phát biểu của chánh án tòa án tối cao thì cần có quy định về việc truy cứu trách nhiệm của thẩm phán bởi quốc hội đã có nghị quyết cho phép được sai 1,5%. Nghĩa là trong 600.000 vụ án thì có 9.000 vụ được phép sai do lỗi chủ quan Nghĩa là không phải do giả mạo hồ sơ không cố ý sai Ông Bình nhắc nhở những viên chức cao cấp của cơ quan lập pháp rằng Cứ sai là kỷ luật hết thì lấy đâu ra người làm việc Khi hệ thống tòa án làm việc cho đảng thì rõ ràng rất cần phải răng đe đảng như thế Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin tòa án việt nam bất chấp oan sai vì sợ thiếu người làm việc quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d